Hello, xin cảm ơn quý khách đã quay lại với kênh YouTube của bên em. Thì bên Ngọc Hiển Shop em đang tiếp tục lại gửi đến anh em một dòng sản phẩm nước quen thuộc là dòng máy lọc không khí và bù ẩm đến thương hiệu Sáp các bạn nhé. Thì lần này mình mới hoàn thiện được khoảng tầm chục em các dòng sáp tháp và ion 7000 và dòng tháp dòng sáp cao cấp ion 2500 dạng đĩa bay phím cảm ứng hai em phía trong các bạn nhé. Hiện tại đang có 3 cái phân khúc giá giới thiệu anh em, mình sẽ đi vào lần lượt từng mệnh giá cho anh em tự tham khảo. Thì tất cả các sản phẩm em bán ra đều bảo hành cho anh em 6 tháng, tất cả đổi nguồn 220V, hệ thống màng lọc HEPA, màng than và vải buồm, tất cả đều thay mới hoặc là đẹp 99% các bạn nhé. Mọi chức năng bên mình đã hoạt động hoàn hảo rồi. Tùy vào cái điều kiện kinh tế và cái diện tích sử dụng, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, mình sẽ đi vào lần lượt từng cái dòng mã sản phẩm cho anh em để theo dõi. Hiện tại phân khúc thấp nhất là dòng 54W, tất cả đều là dòng giáp tháp nhé. Đấy, có 2, 4, 6 giáp tháp này thì đều là dòng giáp tháp, chỉ khác nhau ở công suất thôi. Những cái dòng đầu năm thì ta sẽ có dòng như dòng E50 hoặc D50, ví dụ đây là dòng KC500 này, KC50 này, hoặc là đầu năm các bạn nhé, hay KCD50 này, D50 này, hay KCE50 này. Đấy, tất cả các dòng này thì đều là công suất 54W các bạn nhé, sử dụng cho phòng tầm 30 đến 35 m². Có hai màu trắng và màu đen, và giá với mình đang bán không bay rõ ràng cho anh em là 2.500.000, đã gồm vi ship các bạn nhé. Đấy, đã gồm vi ship cho tận nhà luôn cho anh em. Lướt qua một chút cái thông số để anh em tham khảo luôn này. Đấy, như là đây KC50TH2 đây thì hai đời 2017 đây. Đấy, hay là đời D50 2013. Đấy, hoặc con này 2015. Đấy, nó trung bình là nó chỉ khác nhau về cái liên đại thôi, còn về hình thức kiểu dáng là hoàn toàn giống nhau. Thì những cái dòng đời cao cao như này các bạn nhé, thì cái cửa ngáp họ sẽ cắt bỏ. Những cái dòng đời tầm 16, 17 trở về đây thì cắt bỏ cái cửa ngáp này. Còn cái dòng đời 13, 15 thì họ vẫn giữ nguyên cửa ngáp rộng, khi bạn tắt đi này. Đấy, tự động đóng vào. Đấy, bật lên thì nó lại mở lên. Đấy. Và những cái dòng đời mới bây giờ thì họ sẽ cắt cái cảm biến bụi đi, họ để chỉ cảm biến mùi thôi. Đấy, nên suy ra cứ chưa chắc đời cao mà anh em đã thích đâu nhá. Anh em nhìn biểu tượng này có cái móc móc đây là không có cửa ngáp nhá. Đấy, con này không có cửa ngáp này. Không có ngáp này. Đây, tự động này, con này cũng tự động này. Đấy. Thì em đời cao nhất 2017 ấy, thì này bỏ motor vẫy, bỏ cảm biến bộ. Đấy. Theo nhu cầu nên là giá rẻ nên họ đã cắt đi. Nên là chơi hàng bãi cũng phải chia sẻ với em, không dấu diếm gì. Chưa chắc đời cao ra ok đâu anh em nhé. Ok, thêm thì đây, các cái dòng này thì có cửa vẫy này. Đấy. Có 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con và 2.500.000 bao ship. Cao cao hơn là dòng tháp đầu 7. Công suất khỏe hơn, bảy tầm 74W thì dành cho phòng tầm 40m², giống hệt chỉ các công suất thôi các bạn nhé. Giá 2.700.000 tranh nhau 200.000, 2.700.000 bao ship cho anh em. Ở bên trong đây là cao cơ một chút là dòng ion 25.000, dòng sáp tháp này ion 7.000 nhé. Còn dòng cao cao là ion 25.000, dòng sáp đĩa bay bấm cảm ứng này các bạn nhé. Mã model là BX50, KI là dòng cao cấp, còn KC dòng thông thường. Hôm nay có cửa ngáp tự động đây các bạn này. Đấy, tự động đóng vào. Đấy, bật thì động mở ra. Cái này thì công suất hơn 62W, dành cho cũng phòng tầm 30-35m², phím bấm cảm ứng cao cấp, ion 25.000, tất cả đổi nguồn 220V rồi, thay hết hệ thống màng lọc, vải bù ẩm thì các hệ thống cảm biến các hoàn hảo rồi anh em nhé. Cái này rất đẹp, để phòng cách rất là sang luôn, màu lâu cà phê đây. Đấy, giá tại điểm này là 3.200.000 bao ship cho anh em. Đấy. Và tùy vào cái điều kiện kinh tế thì anh em nào có nhu cầu thì báo mình các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm đã vệ sinh sạch sẽ, mọi chức năng hoàn hảo và bảo hành cho em 6 tháng. Anh em cần alo qua mình qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào anh em ở những video sau.